hôm nay ngày chủ nhật, ngày Noel, mừng Chúa Giáng sinh ạ. Thì Duy cũng tại Việt diện công ty Bình Vĩnh Phú kính chúc quý anh chị có một kỳ nghỉ lễ Giáng sinh thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân anh chị nhé. Thì hôm nay mặc dù là ngày nghỉ lễ nhưng mà bên em vẫn tiếp tục làm việc và có xe mới về thì em vẫn tiếp tục lên hình gửi đến các anh chị ạ. Nếu mà anh chị nào đang cần một chiếc xe để sử dụng trong mùa cuối năm này, sử dụng Tết để về quê với tiêu chí là chất lượng cao để sử dụng lâu dài thì cứ liên hệ với Duy nhé. Xe bên em thì cam kết với anh chị là không có lỗi đâu, yên tâm sử dụng lâu dài. Thì đây là một chiếc xe rất là hợp túi tiền với các anh chị có ý định mua xe lần đầu, vừa tập lái vừa sử dụng, vừa đón con đi học luôn cũng được anh chị nha. Đây là Kia Morning số tự động, sản xuất 2008, mới chạy có 8 vạn thôi anh chị. Chất xe còn đẹp lắm anh chị nha. Có ghế da cho mình luôn rồi nè, dán phim cách nhiệt, trần thì vẫn là trần zin, có màn hình Android luôn, camera lùi luôn rồi. Anh chị lấy xe này về thì cũng không cần làm gì thêm cả. Lớp thì cũng đã thay, lớp còn rất là dày luôn chị nha. Và lớp dự phòng xe này cũng còn mới ken à. Mặc dù là xe này đời hơi thấp nhưng mà chạy ít nên máy số zin hết chị nha. Không có đâm đụng, không có thủy kích và keo chỉ cũng là zin hết anh chị. Keo xung chỉ zin hết chị nha. Đây là một tiêu chí làm việc bên em. Đây, tất cả đều còn đẹp lắm anh chị. Vô lăng này, chạy mới có 8 vạn nè. Củ số này, tất cả các chức năng còn hoạt động tốt anh chị nha. Xe thì mặc dù là có trăm mấy triệu thôi nhưng mà bên em vẫn làm việc với tiêu chí chất lượng lên hàng đầu. Để em quay luôn động cơ xe cho các anh chị cùng xem. Đây là ốc capo ạ. Và keo chỉ zin hết anh chị nha. Và đây là ốc chân máy đây anh chị. Và đây là động cơ, ốc nắp máy còn đẹp lắm anh chị ha. Rất khó để tìm trên thị trường được một chiếc xe đời 2008 mà còn đẹp như thế này. Anh chị quan tâm đến chiếc Morning 2008 số tự động, tầm tiền hơn 100 triệu thôi, liên hệ với Duy nha. Duy sẽ gửi cho anh chị thông tin chi tiết hơn ạ.